Bất ngờ ăn một thứ này trước khi quan hệ lên nhanh 100%, cứng như đá, không thử tiếc cả đời. Xin chào quý vị đang theo dõi video trên kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Các bạn thân mến, có thể khẳng định rằng thời gian chính là yếu tố quan trọng nhất tác động đến cảm xúc, sự thăng hoa và kết quả sau mỗi cuộc yêu. Sau đó, các anh nam giới luôn mong muốn dương vật của mình nhanh cương cứng lâu hơn để kéo dài thời gian quan hệ, khẳng định bản lĩnh đàn ông và thỏa mãn ham muốn tình dục của cả hai. Tuy nhiên, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương về lâu dài có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đồng thời mất đi khả năng tự nhiên của cậu nhỏ. Thay vào đó, các bạn có thể tham khảo 3 loại thực phẩm lành mạnh mà Tinh Hoa Cuộc Sống chia sẻ trong video ngày hôm nay. Chúng đều có khả năng cường dương và tăng cường sinh lý rất tốt, từ đó giúp cương cứng nhanh và lâu hơn, đã thế lại còn rẻ và an toàn. Các bạn hãy cùng chú ý theo dõi nhé! Ăn thứ này trước khi quan hệ 1 tiếng, cậu nhỏ cứng 100%, kéo dài cuộc yêu, sung mãn đến cuối trận. Đầu tiên đó là hành tây, thần dược cho phái mạnh để tăng cường khả năng sinh lý mạnh mẽ, quan hệ lâu hơn. Hành tây là loại củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, sau khi áp dụng cách dùng hành tây trước khi quan hệ, rất nhiều anh nam giới đã phải thốt lên rằng ước gì mình biết điều này sớm hơn để cuộc yêu được sung sướng hơn. Các bạn có biết là vì sao không? Bởi vì trong thành phần của hành tây có chứa hóa chất sulfide có tác dụng kiểm soát mức cholesterol trong máu và duy trì huyết áp ổn định, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Khi hệ thống tim mạch khỏe mạnh, máu sẽ dồn về dương vật nhanh hơn và nhiều hơn, nên dương vật sẽ cương cứng nhanh hơn và lâu hơn. Độ cương cứng vượt trội sẽ khiến chị em mê mẩn, còn các đấng mày râu thì được dịp nở mặt nở mày. Không chỉ vậy, việc lưu thông tuần hoàn máu tốt còn giúp nam giới tăng ham muốn tình dục, cảm thấy hưng phấn hơn, sung sướng hơn khi quan hệ với bạn tình. Có một cách rất đơn giản để chứng minh tác dụng của hành tây với nam giới trong việc tăng cường sinh lý, đó là ngâm hành tây với giấm rồi sử dụng. Cách làm như sau, các bạn chuẩn bị 2 củ hành tây, 0,5 lít giấm ăn, muối và đường vừa đủ. Rửa sạch hành tây bằng cách cắt gốc, lột vỏ rồi rửa sạch. Sau đó, thái củ hành thành miếng muối cau kích thước khoảng 2cm. Đem hành tây đã cắt ngâm với nước muối loãng để giảm bớt vị cay, hăng trong 15 phút thì vớt ra để ráo. Chuẩn bị một hộp thủy tinh sạch, xếp hành tây vào, cho thêm muối, đường vừa ăn và đủ giấm sao cho ngập hành. Đậy kín nắp và để sau 4 tiếng là có thể lấy ra sử dụng. Để hành tây phát huy tối đa công dụng, các bạn hãy ăn một lát nhỏ trước khi quan hệ khoảng 1 tiếng nhé. Thứ hai là ăn khoai tây thường xuyên, các chị em phải đầu hàng xin tha. Theo bạn, trong một mối quan hệ, nếu người nam giới mà bị yếu sinh lý thì hệ lụy sẽ là gì? Người yêu cắm sừng, vợ ngoại tình, căng thẳng cuộc sống hôn nhân, trầm cảm và thậm chí có thể là xấu hổ, tủi nhục. Vì thế, chúng tôi rất muốn chia sẻ cách đơn giản để giúp cánh mày râu lấy lại sức mạnh mà không cần tốn quá nhiều sức lực, tiền bạc. Đó chính là ăn khoai tây thường xuyên, đảm bảo chị em sẽ phải chết mê, chết mệt. Theo chuyên gia Nam Khoa, khoai tây là nguồn cung cấp kali tuyệt vời cho cơ thể, giúp tăng cường tuần hoàn, gia tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Đặc biệt là lưu thông máu đến dương vật, giúp nam giới dễ dàng tiến vào trạng thái cương cứng và duy trì trạng thái cương cứng khi quan hệ, gia tăng ham muốn và khoái cảm tình dục, đồng thời loại bỏ tình trạng xuất tinh sớm, yếu sinh lý hay bất lực ở nam giới. Để tận dụng được công dụng tuyệt vời này, các bạn có thể chế biến khoai tây thành nhiều món đa dạng như canh khoai tây xào hay chiên rán đều được, ăn khoảng 3-4 lần một tuần. Tuy nhiên, những người bị tiểu đường thì tuyệt đối không được áp dụng cách này bởi khoai tây có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao và làm cho bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Thứ ba là gan lợn, giải pháp mang lại sự tự tin cho phái mạnh. Một lời khuyên cho quý bạn đang mong muốn cải thiện vấn đề sinh lý là các bạn đừng lạm dụng các loại thuốc bổ, thuốc bôi. Thay vào đó là hãy tập luyện thể dục thể thao đều đặn, ăn uống khoa học và nhớ bổ sung thường xuyên gan lợn vào bữa ăn hàng ngày của mình nhé. Vì có nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong gan lợn có chứa nhiều hóa chất glutamine rất tốt cho sinh lý tự nhiên ở nam giới. Khi đi vào cơ thể,
Glutamine có thể điều trị chứng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, bất lực, rối loạn cương xương. Đặc biệt quý anh nào gặp tình trạng khó cương hay bị xìu trong quá trình quan hệ, khả năng cương cứng kém, bất lực, chưa đến chợ đã hết tiền, thì gan lợn chính là một giải pháp giúp lấy lại sự tự tin. Gan lợn giúp tăng độ cương cứng nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, chống xuất tinh sớm và kéo dài thời gian quan hệ hơn 50 phút. Khi mà chế biến gan lợn, các bạn nên ngâm gan trong nước muối khoảng 10-30 phút rồi rửa sạch kỹ, bóp hết lượng máu đọng trong miếng gan vì chúng có thể chứa độc tố mà gan chưa kịp đào thải. Sau đó bóc lớp màng trên bề mặt gan lợn và nhớ nấu chín để loại bỏ mầm bệnh các bạn nhé. Thứ tư là dưa hấu, được ví như món quà mà thiên nhiên ban tặng cho sinh lý nam. Có một sự thật thú vị về dưa hấu mà không phải ai cũng biết, rằng nó không đơn giản chỉ là một loại trái cây ngọt, lành, mà còn là một thần dược tự nhiên cực kỳ hữu hiệu cho sinh lý của nam giới. Năm 2008, các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M đã phát hiện ra rằng bên trong dưa hấu có những thành phần mang lại tác dụng tương tự như thuốc kích dục Viagra cho phái mạnh. Ăn dưa hấu thường xuyên sẽ giúp kích thích sản xuất oxit nitric, làm tăng lưu lượng máu tới dương vật, tăng cường sự cương cứng, giúp cho cuộc yêu của bạn ngập tràn cảm xúc hơn, cải thiện số lượng và chất lượng về tinh trùng, quan hệ liên tục không gây mệt mỏi. Tuy nhiên, trong quá trình dùng dưa hấu để cải thiện sinh lý, các bạn cần phải lưu ý rằng thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải. Lượng nước tích trữ quá nhiều sẽ làm thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính. Thứ năm là tỏi, giải pháp hoàn hảo cho nam giới bị yếu sinh lý. Đàn ông bị chứng không cương xương được hoặc cương xương không đủ, không kéo dài sẽ làm tình cảm đổ vỡ. Vậy làm sao để cải thiện tình trạng và cứu vãn cuộc sống hôn nhân của mình? Rất đơn giản, các anh hãy ăn tỏi thường xuyên. Tỏi là nguồn cung cấp một số lượng đáng ngạc nhiên các vitamin và khoáng chất. Nó chứa magie, selen và vitamin C. Và tất cả những chất dinh dưỡng này được coi là cần thiết cho sức khỏe tình dục. Nó giúp dương vật cương cứng nhanh, mạnh mẽ hơn trong quan hệ, kiểm soát tối đa việc xuất tinh, đem lại cảm giác khoái cảm trong tình dục và kéo dài thời gian quan hệ. Có nhiều cách ăn tỏi để giúp cải thiện sinh lý, nhưng ăn tỏi sống được cho là tốt hơn ăn tỏi nấu chín, với các hoạt chất có lợi cho sức khỏe không bị mất đi. Cánh mề sâu có thể dùng tỏi để ăn sống, làm gia vị chấm, làm rượu tỏi, làm tỏi ngâm mật ong hoặc ngâm sấm. Tỏi ngâm sấm cũng rất tốt, bởi các hoạt chất quan trọng gần như được giữ nguyên. Anh Vũ Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, anh từng loay hoay tìm đủ cách giúp khỏe sinh lý. Cứ ai mách gì ăn ngon và bổ, tốt cho đàn ông là anh lại mày mò với tâm lý, ăn gì bổ nấy, không bổ dọc cũng bổ ngang. Dù đã cố gắng ăn cả thế giới, nhưng tình trạng khó cương cứng của anh vẫn không được cải thiện, đời sống vợ chồng cứ thế mà đi xuống. Tần suất sinh hoạt vợ chồng của anh rất thưa, chỉ 1-2 lần một tháng, nhưng cậu nhỏ của anh rất khó cương. Khi cứng được thì 1-2 phút đã xỉu yếu, khiến anh xấu hổ và tự ti với vợ. Nhờ người bạn mách nhỏ, anh Hoàng đã bổ sung thường xuyên 5 thực phẩm trên vào bữa ăn hàng ngày. Chỉ sau 1 tháng, anh đã thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, luôn có cảm giác ham muốn, dạo dực mỗi khi gần vợ. Tần suất sinh hoạt vợ chồng của vợ chồng anh cũng tăng lên đều đặn hơn. Thời gian quan hệ cũng kéo dài từ 1-2 phút lên đến 15-20 phút. Sau 2 tháng, sức khỏe sinh lý của anh đã được hồi phục như trước, cậu nhỏ chỉ cần chạm là cứng. Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống phù hợp, nam giới cần loại bỏ thói quen xấu và điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt phù hợp, hạn chế căng thẳng, giữ tâm trạng luôn thoải mái. Ngoài ra, để nâng cao chức năng sinh lý và thể trạng, nam giới nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Chạy bộ, bơi lội, cầu lông, bóng chuyền là những bộ môn thể thao rất tốt cho sức khỏe và sinh lý. Thêm nữa, nam giới cần tránh quan hệ tình dục quá độ, tức là không quá 4 lần trên một tuần, hoặc thủ dâm quá mức, tức là khoảng không quá 2 lần một tuần. Ngoài ra, nam giới cần quan hệ tình dục an toàn, nên yêu và chung thủy với một bạn tình.
Đặc biệt là tuyệt đối không được tự ý mua và sử dụng thuốc cường dương khi chưa tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa. Tránh lạm dụng những loại thuốc này bởi việc lạm dụng thuốc có thể khiến nam giới suy giảm hoặc mất hoàn toàn khả năng cương dương tự nhiên. Các bạn thân mến, nhu cầu tình dục là một bản năng sinh lý của con người, dù là nam giới hay nữ giới. Người đàn ông thường tưởng tượng đến khoảnh khắc được quan hệ tình dục với người phụ nữ mà họ chú ý đến. Chính vì thế, hầu hết đấng mày râu thường thắc mắc rằng dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao là gì. Đối với nam giới nói chung, việc nắm được các dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao sẽ khiến họ cảm thấy hưng phấn và nảy sinh ham muốn khi được thân mật với nàng, đặc biệt là những cô nàng được họ để ý. Để nối tiếp chương trình, Tinh Hoa Cuộc Sống sẽ chia sẻ tới quý bạn 3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao. Các bạn hãy cùng chú ý theo dõi nhé! 1. Phụ nữ sậm lông. Từ xa xưa, ông bà ta đã có quan niệm phụ nữ sậm lông thì nhu cầu sinh lý rất mạnh mẽ. Các nhà khoa học cũng lý giải nồng độ hormone tăng quá cao trong cơ thể sẽ khiến các mô phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở tay, chân mà ngay cả tóc và một số bộ phận khác của người phụ nữ cũng rậm rạp hơn. Lông nhiều hay ít chính là vấn đề tế nhị đối với nhiều người nên thường không được chia sẻ phổ biến. Tuy nhiên, hiện tượng lông mọc rậm và dài thường gặp ở những chị em có hàm lượng nội tiết tố sinh dục nam cao hơn so với người bình thường. Từ đó, nhu cầu sinh lý của phụ nữ rậm lông cũng nhiều hơn. Kiểu phụ nữ có lông rậm sẽ dễ dàng lên đỉnh bởi âm đạo và điểm G cũng có hàm lượng hormone lớn. Những tế bào xung quanh khu vực giữa âm đạo và niệu đạo trở nên dày hơn, dễ đạt được khoái cảm. 2. Phụ nữ có vòng 1 căng tròn, vòng mông cong, săn chắc. Vòng 1 và vòng 3 căng tròn chính là tiêu chuẩn cái đẹp mà đa số chị em hướng tới. Đây cũng là một trong những đặc điểm nhận dạng phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao và rất táo bạo trong chuyện ấy. Nguyên nhân bắt nguồn từ nồng độ cao hormone estrogen, proestrogen, androgen tham gia vào quá trình hình thành vòng 1 căng tròn và ham muốn tình dục ở nữ giới. Chính vì vậy, nhu cầu sinh lý của họ cũng nhiều hơn so với những cô nàng có hai vòng khiêm tốn. Người ta cũng quan niệm rằng những người phụ nữ ngực mẩy, mông to thường mắn đẻ và có khả năng sinh sản rất tốt. Đồng thời, những chị em may mắn sở hữu thân hình này thì thường rất quyến rũ, khiến đấng mày râu ngày đêm phải thương nhớ. 3. Phụ nữ có thân hình đồng hồ cát. Dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao chính là thân hình chuẩn đồng hồ cát. Đây là dáng vẻ lý tưởng với ngực nở, eo thon và mông đùi săn chắc. Đặc biệt, những cô nàng này rất dễ thu hút sự chú ý từ các chàng trai. Phụ nữ sở hữu vóc dáng đồng hồ cát không chỉ có nhu cầu cao mà đời sống chân gối còn rất viên mãn. Ngoài ra, đối tượng phụ nữ này rất ít khi mắc các bệnh lý như tiểu đường, ung thư buồng trứng do nồng độ hormone estrogen và testosterone luôn ở trạng thái cân bằng. 4. Dáng đi uyển chuyển, tự tin, dứt khoát. Không chỉ quan sát về ngoại hình, dấu hiệu của những phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao cũng được biểu hiện qua dáng đi tự tin và quyết đoán của họ. Dáng đi tự tin, dứt khoát nhưng cũng không kém phần uyển chuyển, khơi gợi được sự tò mò từ phía đàn ông. Về mặt tâm lý, những cô gái tự tin vào bản thân thường có dáng đi uyển chuyển và quyến rũ, vì họ biết đây là hành động sẽ thu hút được đàn ông. 5. Người thích diện trang phục sexy. Dấu hiệu điển hình của phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao chính là những cô nàng thích diện những bộ đồ sexy, gợi cảm, chất liệu mỏng và để lộ nội y. Để trở thành trung tâm của sự chú ý và chiếm trọn ánh nhìn từ cánh đàn ông, họ không ngại mặc những bộ đồ bó sát, vải mỏng. Phải chăng là chị em cũng có chút chú ý trong việc để lộ khay ngực, chiếc eo thon cùng với vòng ba săn chắc của mình? Trường hợp bạn và cô ấy đã thân thiết với nhau và cô ấy diện những trang phục này để hẹn hò cùng bạn, đó chính là dấu hiệu nàng đang muốn quan hệ với bạn. 6. Phụ nữ tự tin. Phụ nữ tự tin luôn là người có sức hấp dẫn trong mắt đàn ông. Đồng thời, những người phụ nữ này thuộc tiếp người mạnh mẽ trong phòng ngủ và thích làm chủ cuộc yêu. Phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao luôn muốn thể hiện bản thân mình trước người khác giới. Họ có nhiều hành động gần gũi và mang tính khơi gợi táo bạo, chẳng hạn như luôn có hành động cắn môi, vuốt ve hoặc
hoặc nhìn chăm chú vào đôi môi của người đối diện. Bên cạnh đó, người phụ nữ tự tin thường có khung xương chuyển động rất linh hoạt. Chính vì vậy, họ sẽ uyển chuyển trong mọi tư thế và trở nên hoang dã ở chốn phòng the. 7. Nụ hôn mãnh liệt. Để nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao, hãy nhìn vào nụ hôn của họ. Nụ hôn của những cô gái này rất mạnh mẽ và quyết liệt, tưởng chừng như muốn nuốt trọn đôi môi bạn vào lòng. Phụ nữ ngọt ngào khiến đàn ông mê đắm và phụ nữ hôn giỏi dễ dàng kích thích ham muốn của đối phương. Đôi khi chỉ cần một chút không gian riêng tư là đôi môi cô ấy đã tìm đến bạn, thậm chí đẩy bạn ngã xuống giường để thỏa mãn đam mê của mình. Ngoài ra, nữ giới có nhu cầu sinh lý cao thường giải tỏa bằng cách xem phim ảnh hoặc tạp chí người lớn. Chính vì vậy, kỹ năng hôn của họ cũng thuần thục hơn so với những người phụ nữ khác. 8. Trang phục gợi cảm. Phụ nữ có nhu cầu tình dục cao thường có thói quen thu hút người khác giới bằng việc mặc những trang phục hở hang, gợi cảm. Các loại trang phục này giúp nữ giới khoe trọn những đường cong, những phần hấp dẫn nhất trên cơ thể, kích thích ham muốn ở nam giới. Phụ nữ thường xuyên mặc váy ngắn, áo cúc ngực, đồ lót ren, các loại đồ ngủ mang hơi hướng táo bạo thì thường là người có ham muốn cao. Ngược lại, điều này sẽ không xảy ra đối với nữ giới có nhu cầu tình dục thấp, vì họ thường ăn mặc nhẹ nhàng, kín đáo, đặt sự thoải mái lên hàng đầu. 9. Thoải mái khi nói chuyện về tình dục. Phụ nữ hiện đại không ngại mang bao cao su trong ví là câu nói xu hướng đang được phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Điều này cũng cho thấy phần lớn phụ nữ ngày nay đã thoải mái hơn khi nói chuyện về tình dục, biết chủ động bảo vệ mình. Đồng thời, thoải mái trong việc chia sẻ quan điểm tình dục cũng phần nào phản ánh nhu cầu sinh lý cao ở nữ giới. Họ quan niệm rằng đây là vấn đề hoàn toàn bình thường và cần thiết đối với con người, nên không có xu hướng e ấp hay ngại ngùng như tiếp phụ nữ truyền thống. Bên cạnh đó, họ rất căng thẳng và nói ra những điểm chưa hài lòng sau những lần quan hệ với đối phương. Chính vì vậy, cả hai có thể dễ dàng thấu hiểu nhau, điều chỉnh cho những lần yêu sau thêm thăng hoa và hạnh phúc. 10. Cô nàng chủ động trong các mối quan hệ. Không chỉ đàn ông mới chủ động, thậm chí một khi phụ nữ đã chủ động thì còn dứt khoát hơn cả đàn ông. Tuy nhiên, phụ nữ chủ động chính là dấu hiệu của phụ nữ có ham muốn tình dục cao. Thói quen chủ động trong đời sống hàng ngày của họ đã hình thành nên tính cách của họ. Nên khi cảm thấy muốn quan hệ thì họ sẽ chẳng nề hà, thay vào đó là bộc lộ rằng họ có nhu cầu và muốn được quan hệ với bạn. 11. Xử lý chuyện giường chiếu cực ngọt. Cách cuối cùng để nhận biết dấu hiệu của người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao chính là lúc cô ấy làm tình. Người phụ nữ đã từng quan hệ nhiều lần, họ sẽ biết những điểm nhạy cảm trên cơ thể của đàn ông. Thậm chí, cô ấy còn chủ động quan hệ bằng miệng cho bạn trong màn dạo đầu. Để chiều lòng bạn, cô ấy còn sẵn sàng để bạn xuất tinh vào miệng. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, những lời Đức Phật dạy về cái đẹp không chỉ là lý thuyết. Chuyện liên quan đến tướng mạo đẹp xấu, sang hèn của người phụ nữ cũng như thế. Nếu như phụ nữ biết nhìn nhận những điều đó, thì cả đời sẽ được an yên và hạnh phúc. Theo Phật giáo, thông minh, xinh đẹp, học hành giỏi giang, thành đạt chính là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn, chứ không ai muốn mình nghèo khổ, xấu xí hay khiếm khuyết cả. Mặc dù vậy, nhân vô thập toàn, ngoài phụ nữ có dung mạo xuất thần thì cũng có những người ngoại hình không được ưa nhìn hay có nhiều khiếm khuyết. Chúng ta hãy cùng nghe lời Đức Phật dạy về nhân quả sống đẹp, sang hèn của người phụ nữ để có thể rút ra bài học cho chính mình. Theo Đức Phật, trên thế gian này tồn tại 4 hạng phụ nữ cụ thể. Hạng thứ nhất, phụ nữ xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Lời Đức Phật dạy về cái đẹp, ở trên thế gian này có một số phụ nữ ngoại hình xấu xí và ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, khô cằn và tỏa mùi hôi khó chịu, thì lại còn sống đời nghèo nàn, đói khổ, trong phận tôi đòi, thấp hèn, hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Hạng thứ hai, phụ nữ xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Ở trên thế gian này, có hạng phụ nữ mặc dù xấu xí nhưng lại sống được phú quý và có danh vọng. Có hạng phụ nữ dù cho xấu xí nhưng lại sống đời phú quý và có danh vọng,
có địa vị cao sang, lộc tài phú quý, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui, thịnh mãn. Hạng thứ ba, phụ nữ có dung nhan xinh đẹp, mỹ lệ nhưng lại bất hạnh và đói nghèo. Trong cuộc sống này, có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối, duyên dáng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng ngà lại tỏa mùi thơm, thì đi tới đâu cũng được mọi người trầm trồ, tán thưởng và chiêm ngưỡng, nhưng lại sống cuộc đời nghèo đói, thiếu cơm, thiếu áo và chẳng có của cải tài sản gì hay chẳng có địa vị, danh tiếng gì ở trong xã hội. Hạng thứ tư, phụ nữ vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, lại vừa được sống trong phú quý và vinh hoa. Những người phụ nữ thuộc hạng này thì hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi cũng như sắc đẹp mỹ lệ như ở trên. Hơn thế lại còn sống trong phú quý vinh hoa, toàn mãn về của cải tài sản, toàn mãn về lộc tài hay toàn mãn về địa vị, danh vọng, chồng con. Nô bộc thì thường sẽ được thế gian tôn thờ và trọng vọng, chiêm ngưỡng. Có thể thấy, lời Đức Phật dạy về khiêm tốn sẽ giúp cho chúng ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận về được phúc báo. Làm người thì cần phải biết khiêm tốn, lấy sự khiêm nhường để làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng của bản thân mình. Câu chuyện về ve sầu và chim nhạn. Theo Phật giáo, từ xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay thì một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn ở trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu lúc này đã mời chim nhạn về dạy cho mình cách bay, chim nhạn đồng ý. Tuy nhiên, học bay nào phải là chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông chạy tây lại nhấp nhổm, không hề nghiêm túc. Chim nhạn lúc này vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay, và ve sầu nghe câu được câu không chỉ luôn miệng nói, biết rồi, biết rồi. Sau đó thì chim nhạn đã để cho ve sầu bay thử, quả thực là ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng rằng hóa ra bay cũng chẳng hề khó như chúng ta nghĩ. Khi mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh cao để đi theo chim nhạn, vậy nhưng dù cố vỗ cánh đến đâu thì cũng chẳng thể bay cao được như chim nhạn. Lúc đó thì ve sầu nhìn chim nhạn liệng cánh bay trên bầu trời cao mới thấy hối hận về bản thân đã quá tự mãn. Dù có cố gắng luyện tập đến đâu thì cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra ở đây chính là trong cuộc sống này có không ít người sống như con ve sầu kia, mới học được một giọt nước mà đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn sẽ khiến cho ánh mắt của chúng ta trở nên thiển cận và bằng lòng với hiện tại. Lười biếng cũng sẽ khiến cho chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ cũng như vụt mất cơ hội quý giá. Câu chuyện về lão thiền sư và Phật tử. Có một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu và nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn đến viếng thăm. Khi đến nơi, và chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó, thái độ của người này cũng trở nên ngạo mạn và nghĩ trong đầu rằng mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó thì lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi rót trà, rõ ràng là ly đã đầy nhưng lão thiền sư vẫn không ngưng tay rót. Người kia mới hỏi, đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư lúc này trả lời rằng, đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra ở đây đó là, ý của thiền sư, nếu như người kia đã có trình độ cao siêu thì sao còn đến chỗ ông để thỉnh giáo để làm gì? Trong cuộc sống này, nếu như muốn học được nhiều điều hay ho hơn ở bên ngoài, thì chúng ta phải tự biến mình thành một cái ly rỗng, thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Sống trên đời đừng bao giờ kiêu ngạo, tự mãn cho rằng đã biết hết, vì kiến thức là bao la như biển cả, chẳng ai có thể học hết được mọi thứ ở trên đời này. Vậy lời Phật dạy về khiêm tốn là gì? Có thể thấy, khiêm tốn chính là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn ở trong việc học, việc tu dưỡng tính, và việc giao tiếp giữa người với người. Chúng ta càng học rộng thì cần phải khiêm tốn,
Còn nếu như học rộng mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân cũng sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất đi phần hào quang trong mắt những người xung quanh và tự chuốc về đau khổ cho bản thân. Con người ta dù có nghèo hay giàu, nhưng để học được cách lắng nghe và khiêm tốn trong từng lời nói cũng như cử chỉ, thì chắc chắn sẽ được người khác kính yêu và quý trọng. Đó chính là phúc báo của mỗi người. Còn nếu như nói quá nhiều và nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đông đặt bịa chuyện, thì cũng chỉ khiến cho người khác trở nên chán ghét và coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Đức Phật có dạy rằng, nền tảng của lương thiện chính là sự khiêm tốn, khởi nguồn của sự tà ác chính là ngạo mạn. Khi lúa càng chín sẽ càng rũ đầu cúi thấp, nói lời khiêm tốn thì chính là một lời cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu rằng, người đại tài có bản lĩnh thì chẳng bao giờ nổi nóng, người trung tài có bản lĩnh đôi lúc cũng sẽ nổi nóng, còn những kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn chính là đỉnh cao về sự tu dưỡng của bản thân. Thực tế, cũng như những nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Những người biết khiêm tốn thì có thể học được nhiều điều hay, tu dưỡng đức hạnh thanh cao và vẹn toàn bản thân, cũng như làm gương cho người khác học tập. Hơn thế, những người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Có thể thấy, sự khiêm tốn chẳng phải là ngày một, ngày hai là có. Con người chúng ta phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ và trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như việc tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày thì nhất định sẽ được chiếc lu to. Những người ngạo mạn, tự kiêu thì dù có vẻ vang đến thế nào cũng chỉ được trong chốc lát. Bởi những người như thế không đủ phúc đức nên chẳng thể nuôi dưỡng được sự lâu dài. Chúng ta ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý nhưng không khiêm tốn thì cũng khó mà đạt được thành tựu mong ước này. Có một vị lão hòa thượng có từng nói rằng, tu chính là từ mẫn vật, khiêm tốn tự y, thiên ti tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, kiến quá mặc nhiên. Nghĩa là, những người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật và phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối và về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của những người khác. Đức tính khiêm tốn còn giúp chúng ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Bởi vì không kiêu căng, ngạo mạn nên sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của những người khác để có thể hoàn thiện bản thân mình. Chính sự khiêm tốn cũng sẽ giúp cho người ta có thể đứng vững ở trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ cũng như kính trọng. Ở chiều hướng ngược lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người khác thì sẽ ít có được thành công, đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như thế thất bại vì sự ganh ghét và đố kỵ của người khác. Vậy làm thế nào để có thể rèn luyện được đức tính khiêm tốn? 1. Học cách im lặng. Đức Phật có dạy rằng, nếu như muốn khiêm tốn thì trước hết chúng ta cần học cách im lặng. Bởi lẽ chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra sự minh mẫn và im lặng thì mới có sự sâu lắng càng cao. Cũng có những trường hợp bắt buộc phải nói nhưng cần nói đúng, nói đủ và hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu nói rằng, học ăn, học nói, học gói, học mở. Tức là cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng thế. Con người chúng ta phải học cách khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Im lặng chính là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân và không tranh luận với người không có cùng trình độ, hay không cự cãi với người tự kiêu luôn cho bản thân mình là đúng. Chỉ khi làm được điều đó thì chúng ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, đó mới chính là khiêm tốn. 2. Học cách biết ơn và lắng nghe. Chúng ta hãy mở tâm trí và lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu như bạn đúng thì đừng sợ và đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng tới cảm xúc hay là những suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp chúng ta có thể nhận ra được nhiều điều bản thân chưa biết và chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không những lắng nghe mà chúng ta cần phải có lòng biết ơn với những gì bản thân đang có. Biết ơn để có thể nhận ra được những thiếu sót chứ không phải đi soi mói và bới lỗi của những người khác. 3. Phải có lòng bao dung. Trong cuộc sống này,
Nếu như không có lòng bao dung thì chẳng thể nào có được sự khiêm tốn. Bao dung chính là để có thể dung nạp mọi thứ, bao dung để tha thứ và bao dung để cho tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử còn nói rằng người bao dung thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Còn Lão Tử cũng nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Chính vì thế mà điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn chính là phải học cách bao dung với cuộc đời. Lòng khoan dung độ lượng với người chính là tạo ra phúc báo cho chính bản thân mình. Vậy là lời Đức Phật dạy về sự khiêm tốn cũng giúp cho chúng ta có thể hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận về được phúc báo. Con người chúng ta phải biết khiêm tốn là lấy khiêm nhường để làm thước đo hành xử. Đó chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu quý bạn thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của quý bạn để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau.